xe qua tới. Hoa ta. Bây giờ xe biết Tú sẽ cắt bữa giờ. Đó, có hai thẳng lá nó vòng 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 đó. Hồng chiên giòn ăn với nước mắm chua ngọt nha. Rồi, đó bây giờ tôi sẽ ngũ quả, yêu anh. Quả là củ. Cà rốt. Cà rốt, củ cải trắng. Đây là củ dền, nó ra màu tím đẹp lắm, củ xu. Củ khoai tây. Đó. Rồi món nấu là đùi heo. Với đùi heo. Tắt củ. Chứ không phải để nguyên củ thì nấu luôn hả Tú? Mệt quá. Siêu đôi bếp mà. Phải làm khác người ta chứ, giống người ta làm chi. Mình tỉa hoa nữa nha. Trời ơi. Biết không có siêu đôi bếp? Biết chứ, đã siêu đôi bếp rồi mà hỏi biết không, biết trời thì ơi, chứ. Ai biết được. Rồi, ra móc miếng lần nữa nè nha. Có chừng nha. Nó siêu rồi biết không có vụ đó đâu. Thiệt không? Mấy người kia là không có khéo. Cho nên mới vậy thôi. Vẫn qua. Không có Tú là gần thiếu kinh nghiệm nên mới vừa quay có chồng cái thôi là lỡ thành phố đứng nhà rồi. Nhưng tiền đúng không? Làm nhà hàng sao nhà hàng đủ luôn mà. Luôn mà. Vậy có hoa vậy đó hả? Hoa hồng coi. Trời ơi, nấu canh này nấu hoa hồng. Nấu hoa mai, nấu hoa hồng gì? Nấu hoa hồng cho đẹp. Hoa hồng là chỉ để chân thôi. Thì mày nấu đại đi. Không biết. Siêu đồ bếp mà, cái gì siêu đồ bếp? Hỏi cái siêu bếp đấy. Không biết làm. Nói một câu ngây ngô. Vì phải qua khóa của đại đồ bếp nha. Rồi nè, cá này chiên á là phải khứa vậy nè, để cho nó thấm, cá nó chín với cá nó ngày chứ nó không có cong lên. Thấy chưa sư đồ bếp? Đại đồ bếp trời, con cá gì bự dữ vậy? Vậy á. Thịt nhiều. Cá đâu mà dao nó cắt mà không muốn gãi cái dao luôn á. Thịt nó cứng á. Chứ không phải dao lục. Sư bếp dao gì đâu mà không bén gì hết trơn à. Bén là đứt tay. Tại sao tôi làm gì đâu đời nào tôi đứt tay. Ừ tại dao lục không. Sao hoa này không có nhị? Hoa này sao có nhị được? Nè phải có nhị vàng gì gì trong đây nè, thấy ta móc cái này ta gắn vô lấy cái gì. Khổ quá mình ăn đơn giản đi. Lấy cái gì? Thấy chưa là. À, hay quá, siêu đồ bếp hay quá. Màu này màu đỏ luôn. Màu cam. Đó. Thôi mình siêu mình nhầm. Siêu bếp nha. Bị lộn rồi. Bị lộn rồi. Trời ơi, nhìn ra màu này màu đỏ mới ghê chứ. Đẹp chưa? Đẹp. Bây giờ siêu đồ bếp Tú sẽ cắt củ dền. Này không cắt hoa được không nha. Đó, có hai sẵn đó, có vòng đó. Nên là nhờ mình sắt, mình nấu này nhờ cái nước có màu đẹp lắm các bạn. Như mình làm rau câu hay gì, mình lấy nước này mình xay, mình làm cũng ngon nữa. Đẹp, màu này màu tự nhiên nè. Cái này là ra màu hồng hồng. Cái lá cẩm thì ra màu tím tím. Cái hoa đậu biếc thì ra màu lam lam, đẹp lắm. Còn lá dứa thì nó ra màu xanh. Bây giờ xài toàn là màu thiên nhiên không. Thì bữa nào làm coi. Còn muốn ra màu cam thì lấy củ cà rốt.
xay ra vắt nước uống. Không bữa nào tôi xay cho quý uống. Cà đó uống được á. Uống được mà. Đẹp da. Đúng rồi. Da quý đẹp rồi. Thiệt à. Nhưng điều con cá hơi mụn thôi. Mụn này mụn ẩn. Chứ không phải mụn lòi. Nên nó không ai thấy, nhìn rừng mới thấy. Bắt đâu khi nào quay bắt cận cảnh được đâu. Đó thì đó. Cái gì nó cũng phải có một góc khía cạnh riêng của nó chứ. Không lâu vô nhà tắm hoài luôn ta. Chuyên môn đi. Nó đi đâu kệ nó. Tối về ngủ chung chủ được rồi. Giống như cái con su á, đang hot trên mạng á. Ngủ với chủ không á. Nè bây giờ tới là củ su. Củ su cũng cắt cái hoa nữa nha. Mà hoa này hoa sẵn rồi nè. Ủa vậy hả? Bữa này gái chứ. Bự lắm mình phải sắp bớt rồi. Wow, có nhĩ trong rồi. Hột dục nha, hột dục nha, hột ăn độc á Tú. Thì biết rồi. Tú cắt vậy mà hột nó bị dịp vỡ rồi sao? Đó mình sẽ chế tỏi. Bỏ đầu hành vô các bạn. Đó, giờ mình sẽ chế thịt. Ủa chế thịt chót thôi mà đổ nước vô má. Để giúp bò không? Đó, nó canh để giúp bò để cho nó trong các bạn. Thơm quá. Ok, dây là hết rồi á. Các bạn hãy xào cho nó săn lại nha. Rồi chưa? Tùy theo mình nó nước nhiều hay nước ít nha các bạn. Nước ít thì nước nó ngọt hơn. Có củ nữa. Đó giờ Sư-đi-bi-tú sẽ vớt bọt. Canh đã sôi quá. Mình cũng vừa mềm rồi giờ mình để rau củ vô. Đó, giờ đem 5 cái củ vô. 5 loại củ. Bỏ lượt hả Tú? Bỏ lượt luôn. Củ nào cũng cứng như nhau mà. Không có nào mà. Wow, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Cái vỏ canh nó cũng văng nữa. Đó. Công nhận sư biết hay thật chứ. Trở đây rồi nó gian vô mình cũng gian vô mình ai hết. Hay quá Tú ơi. Hồi đầy rồi cái nồi canh luôn. Không, nó xịp không? Cái này nó cũng ngót không? Không xịp. Ra màu rồi nè. Ngót rồi, bỏ ra màu rồi. Đẹp lắm. Quả đã chín rồi, giờ nêm đây. Đó, bạn bỏ một chút bột ngọt. Đó. Ít bột ngọt thôi nha. Chỉ có Tú mà một ngọt nhiều thôi. Đó. Nước mắm. Ý này rau là nước mắm hả? Không. Quá trời ngon quá. Rồi bây giờ sư bếp Tú sẽ bỏ rau nêm vô. Rồi sẽ bắt bếp xuống. Đúng không? Đúng. Nhanh nhanh tay mà lẹ cái chân nào. Sợ nó văng. Trời ơi, rau này văng không biết đường nào. Rồi, xong. Đó, ngon quá. Chiên cá. Gà Tú ơi, gà Tú ơi. Chiên con cá nhỏ này. Thấy không? Có đâu có ai? Chưa biết Tú. Vô chiên nè. Đó, đó là sâu lên cái gì. Sao ấy. Hiểu rồi ha. Rồi, cá bây giờ đã vàng ươm rồi các bạn. Thấy vàng ngon hả? Đó, thấy chưa. Chết ngất, chết tôi. Tôi thấy cá rồi chết hoài. Nó nói nó chết rồi. Chết rồi sao ăn. Đó. Quá ngon. Vàng luôn chưa má? Vàng.
tàu vào. Đó. Rồi dầu nó chảy. Rồi xong. Còn một em nữa. Đi ra hả? Mình cũng đi ra luôn. Nó vậy nó nóng quá. Rồi canh đã chín rồi, giờ chúng ta ôm canh rồi. Nuôi heo. À. Hoa mai hoa đào gì mất ra. Ừ, có hoa mai hoa đào luôn. Đó tới nơi là từ từ. Wow. Đâu, thấy rau cũ không vậy Tú? Thịt đây nè. Ừ. Ta đâu thấy đâu mù màu nữa. Giờ gắt miếng tiêu vô. Ngon chưa? Quá ngon. Tiêu vườn ốc. Rồi bây giờ cả nhà dùng cơm. Đó. Chết tươi. Cá chừng còn sống đó Tú ơi. Không có rau luộc ha.